Không, không, đừng, đừng, tôi không. A, à, đừng bắt tôi đi. Trời ơi, à, đừng, đừng. Sao? Ô, Susie, ô. Sao rồi? Ô, còn Nguyên này. Ôi, may quá. Nói ra chị chỉ là mơ thôi. Ôi. Ôi, đói quá. Trời ơi, cả ngày hôm nay á, đừng không có gì để ăn, đói quá. Đói đến mức độ không ngủ được luôn. Mà nhà cũng không có cái gì ăn nữa rồi. Nổi như sau chả cũng không còn gì. Bây giờ lúa thì gặt thì cũng đã ăn hết. Bây giờ mình lại sang xin con em mình à. Hình như tuần này mình mới sang đầu tuần xong. Mình cũng phải có tí sĩ diện đấy nhở. Nhưng mà sĩ diện này mà làm gì? Sĩ diện mà chết đói thì cũng không được. Hôm qua mình đã bán được nhiều, hôm nay phải bán được nhiều hơn. Hôm qua nửa ngày mình đã bán được hết rồi. Ô, ô, chị ơi. Sao đấy mà chị sao mà? Ô, ngồi luôn cho chị ngồi. Sao ấy? Cho chị dựa đi. Chị đói quá, chị đói quá, chị không còn chỗ nào nữa đâu. Chị đi sang nhà em. Đói thì sao? Đói quá, cả một ngày hôm nay chị chưa có gì ăn cả. Nên là trời ơi, hình như chị rất là đói luôn. Em đã bảo từ đầu mà chị không chịu đi làm đi. Thì chị cũng đã cố gắng rồi. Nhưng mà em tính đi làm cả một ngày trời, một hào, hai hào, thì có bó biển gì em? Bó chứ. Một ngày mình bán là mình mua được một bao gạo cơ mà. Mà hôm trước em sang nhà chị nhiều gạo lắm cơ mà. Nhưng mà nhiều gạo chị không đi làm. Chị ở nhà chị ăn, chị ngủ. Nên hôm nay hết rồi, nên chị sang chị xin em tặng một bữa rồi. Em chị ăn đi, chị đói quá rồi. Nó là này luôn nhá. Ồ, rồi. Thôi để em đi lấy nhá. Ờ. Ở đây, chờ tí. May quá, dù sao cũng có cái để mà ăn rồi. Nghĩ đến những ăn thôi mình đã thấy vui rồi. Chị ăn xong rồi, ra em bảo. Ở đây, chị ăn xong rồi. Ai, đã quá thì mất thời nào ơi là lo rồi. Có chuyện gì vậy em? Chị ơi, em bảo nè. Ủa? Nhà mình ấy, bố mẹ thì không còn. Nhà mình xong rồi lại còn nghèo khổ nữa. Bây giờ em cũng chả có tiền để giúp chị đâu. Mà chị cứ mang cái rổ này đi bán một ngày hai ngày mình sẽ được một đồng hai đồng. Thì mình để ở nhà thì mình đâu có sợ chết đói đâu. Ừ, chị biết rồi. Chị sẽ cố gắng để đi làm. Ngày mai chị sẽ đi làm nhá. Thôi, hôm nay là chợ phiên nên chị mang cái giỏ này đi bán đi. Cho chị cái giỏ này để đi bán luôn à? Ừ. Thế em còn cái nào để đi bán không? Không có. Ừ, thế thôi chị mang cái này ra chợ bán thử. Biết đâu cũng kiếm được vài đồng nhỉ? À. Ừ, chị cảm ơn nhé. Chị về đây. Mà. Mang cái này ra chợ bán, mình cũng kiếm được tiền đấy. Nhưng mà sao trời hôm nay nắng thế nhở? Mà nắng này đi ra, không may mà ốm cái đau đầu á, thì còn tốn tiền thuốc không? Cứ mang về nhà đã. Ô, con vừa ăn xong mà về nhà đã thấy đói rồi. Ăn thử cái này xem có ngon không. Con bé này á, nào có ngon không ngon thì làm sao mà bán được. Đấy, mình phải ăn thử. Không ăn thử thì không thể bán được. Trông cũng hấp dẫn ra phết đấy nhỉ. Ngọt quá. Không phải con em mình á, rất là giỏi về cái khoản nấu ăn, ăn uống này. Rồi à? Trời ơi, sao mình có thể ăn nhanh như thế nhỉ? Em mình bảo phải mang ra chợ bán. Chứ rồi bây giờ bán thì cũng không bán được mà. Mấy ngày nay mình chẳng đi bán luôn. Ở nhà ăn hết chỗ đấy rồi. Giờ phải làm nào bây giờ? Chứ rồi mình không thể ngày nào cũng sang xin em mình được. Không, không, đừng, đừng, tôi không. A, à, đừng bắt tôi đi. Trời ơi, à, đừng, đừng. Sao? Susie, sao rồi? Còn Nguyên này. Ôi, may quá. Nói ra chị chỉ là mơ thôi. Chị mơ, chị bị chết đói. Ôi, sợ quá thì mất tôi ấy. Nói ra chẳng, thôi, bây giờ chị em mình đi bán hàng đi. Chị sẽ đi ra chợ bán, còn em ra cổng trường bán nhá. Dạ. Em chuẩn bị xong đồ chưa? Em chuẩn bị xong rồi, em đi ra. Ôi, may quá. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.